我不是加拿大人，我是中国人。我不是加拿大人，我是中国人。Hãy thử nói cũng là học sinh của Học viện Ngôn ngữ. Yé shì yǔ yěn xuě yuàn de suǐ shěng. Yé shì yǔ yěn xuě yuàn de suǐ shěng. Cũng là giáo viên của Học viện Ngôn ngữ. Yé shì yǔ yěn xuě yuàn de lǎo shí. Yé shì yǔ yěn xuě yuàn de lǎo shí. Cũng là học sinh của Đại học Ngoại ngữ. Yé shì wài yǔ dài xuě de xuě shěng. Yé shì wài yǔ dài xuě de xuě shěng. Hãy nghe từ học, xuế xí, xuế, xuế, xí, xí, xuế xí, xuế xí. Âm Hán Việt là học tập. Hãy nói học, xuế xí, xuế xí. Học tiếng Anh. Xuế xí yên ủy. Xuế xí yên ủy. Học tiếng Việt Nam. Xuế xí Việt Nam ủy. Xuế xí Việt Nam ủy. Hãy nghe từ tiếng Trung, Hán ngữ. Hàn ủy. Hàn. Hàn. Ủy. Ủy. Hàn ủy. Hàn ủy. Hãy nói tiếng Trung, tiếng Hán. Hàn ủy. Hàn ủy. Tôi học tiếng Hán. 我学习汉语. 我学习汉语. Tôi học tiếng Việt Nam. 我学习越南语. 我学习越南语. Bây giờ hãy trả lời các câu hỏi sau theo đúng nội dung của bài. Lý Na là sinh viên của học viện Ngôn ngữ. Lý Na là sinh viên của học viện Ngôn ngữ. Sư ngữ viện học viện học sinh. Sư ngữ viện học viện học sinh. Lý Na là nước nào? Là người Mỹ không? Lý Na là nước nào? Là người Mỹ không? Không phải, ta là người Anh. Không phải, ta là người Anh. Mã Đa Vĩ là nước nào? Là người Anh không? Mã Đa Vĩ là nước nào? Là người Anh không? Không phải, ta là người Mỹ. Không phải, ta là người Mỹ. Bây giờ hãy phối hợp với các câu sau theo đúng thực tế của các bạn. 你们都是学生吗? 你们都是学生吗? 你们是外语大学的学生吗? 你们是外语大学的学生吗? 你们是语言学院的学生吗? 你们是语言学院的学生吗?
你姓什么？你姓什么？你们都是越南人吗？你们都是越南人吗？你认识英国朋友吗？你认识英国朋友吗？你认识加拿大人吗？你认识加拿大人吗？你朋友是美国人吗？你朋友是美国人吗？你们都学习汉语吗？你们都学习汉语吗？你们都学习英语吗？你们都学习英语吗？我认识你们的爸爸妈妈吗？我认识你们的爸爸妈妈吗？请问可以进来吗？请问可以进来吗？请问你要什么？请问你要什么？你喝越南咖啡吗？你喝越南咖啡吗？你爸爸妈妈是老师吗？你爸爸妈妈是老师吗？你是记者吗？你是记者吗？你朋友是医生吗？你朋友是医生吗？请问您贵姓？请问您贵姓？你好，认识你很高兴。你好，认识你很高兴。您奶奶、外婆都好吗？你奶奶、外婆都好吗？我认识你奶奶吗？我认识你奶奶吗？你朋友是外语老师吗？你朋友是外语老师吗？请问那是谁？请问那是谁？你朋友是中国人吗？你朋友是中国人吗？你们都忙吗？你男朋友忙吗？你女朋友忙不忙？